Xin chào tất cả anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây. Sau một khoảng thời gian thì mình đăng video chim bồ câu gà Mỹ đấy, thì mình cũng nhận được rất nhiều những cái đơn đặt hàng của anh em rồi. Thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay lại bồ câu Titan Thái xứ thịt anh em nhé. Thì đây là loại bồ câu như mình luôn nói là loại bồ câu chất lượng nhất hiện nay, và loại bồ câu là được săn đón cũng như là mọi người nuôi nhiều nhất, tại vì cái chất lượng của nó cũng như là cái khả năng nuôi con cũng như là đẻ của nó. Thì mình cũng luôn nói là dòng bồ câu Titan Thái siêu thịt là một dòng, thứ nhất là siêu đẻ và siêu thịt và siêu nuôi con, nói chung là siêu lời anh em ạ. Thì ngày hôm nay thì mình cũng cơ bản mình đến mình đăng video để giao lưu với anh em thôi. Thứ nhất là trong cái thời kỳ dịch bệnh Covid-19 nó vẫn còn hoành hành anh em này. Nhất là gần cuối tháng 7 thì đúng là người ta luôn bàng hoàng, mà phải nói là bàng hoàng vì dịch Covid nó đã bùng phát ở cái đợt tiếp theo, và cái tỉnh mà đang phải gồng mình mà chống dịch đó là Đà Nẵng, cũng như là một số địa phương khác cũng như là Quảng Nam hoặc là rất là nhiều địa phương luôn. Thì mình nghĩ là cái khả năng dịch bệnh này nó vẫn còn kéo dài, và những người nông dân của mình ấy thì chắc còn phải là gồng mình nhiều đấy anh em ạ. Nhưng mà mình cũng luôn nói đó là nuôi chim bồ câu hoặc là một cái mô hình kinh tế nào đấy á, thì nó cũng không phải là nó khó khăn ở thời điểm hiện tại đâu anh em nhé. Tại vì cơ bản như anh em có thể suy nghĩ này, nuôi chim bồ câu ở thời điểm này có thể là nó khó khăn dịch bệnh kinh tế nói chung mà, ngành nghề nào cũng đi xuống, nhưng mà anh em cứ thử suy nghĩ, anh em có thời gian để nhân đàn ra, nhân đàn, nhân con giống ra để qua dịch anh em. Cơ bản anh em có rất nhiều đơn hàng anh em bán. Nói chung là anh em có một khoảng thời gian để anh em thứ nhất là tích lũy này, rồi anh em chăm sóc cho cái con bồ câu của mình thật tốt. Thì anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình thứ nhất là cực khỏe này, cực đẹp luôn. Anh em có thể so sánh với rất nhiều những cái kênh mà làm video về chim bồ câu ở trên YouTube. Nhưng mà mình khẳng định một điều là video ở trên kênh của mình, chim bồ câu của mình là chất lượng, cũng như là cái chất lượng hình ảnh, cũng như là cái nội dung của mình truyền đạt ở trên kênh này thì nó rất là mang lại hiệu quả cho anh em. Một số anh em có hỏi mình là nuôi bồ câu thì hiện tại thì hiệu quả kinh tế nó như thế nào. Thì mình cũng hay nói với anh em, cũng như là mình có một số anh em gọi điện đến trao đổi với mình là nuôi chim bồ câu hiện tại có lời hay không. Thì mình nói với anh em là hiện tại thì nuôi chim bồ câu là không đủ đầu ra để cung cấp cho các nhà hàng anh em nhé. Anh em cứ thấy người ta than vãn, rồi thấy anh em gọi điện cho mình là chỗ này như thế nào chỗ kia, nhưng mà mình nghĩ là thật ra đó là chiêu trò của một số người thôi. Nhưng mà mình cũng đi tìm hiểu thì mình biết là hiện tại là đầu ra của chim bồ câu cũng rất là rộng mở anh em ạ. Rất nhiều trại vẫn luôn là nhập giống bồ câu của mình, cũng rất là nhiều người nông dân tìm đến trại bồ câu của mình để nhập chim giống anh em ạ. Thì nói chung là có rất nhiều những cái khó khăn, nhưng mà nói chung là mình cũng phải tìm đầu ra hoặc là tìm cái cách làm sao để cái hiệu quả kinh tế của mình là cao nhất thôi anh em. Thì anh em cứ hay nói là không làm gì mà vẫn có ăn đúng không ạ? Thì không làm gì thì cũng chỉ có ăn may thôi anh em ạ. Thì mình nói chung là từ trước giờ mình chăn nuôi hay là mình làm bất cứ điều gì thì mình cũng luôn đặt cái tiêu chí gọi là chắc cú lên hàng đầu anh em ạ. Không thể nào mà ăn may được. Ví dụ là mình có đầu tư vào nuôi chim bồ câu thì mình cũng luôn tính toán, hoặc là mình luôn có những cái bước đi nó làm sao để nó phù hợp ở một cái thời điểm hiện tại anh em ạ. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với anh em luôn đó là ở trại bồ câu của mình, đối với kênh Nông Dân Làm Giàu của mình á, thì mình chia sẻ rất nhiều những cái thông tin ở trên này, cũng như là nó là một cái địa điểm để anh em có thể tìm đến. Thứ nhất là trao đổi kinh nghiệm nuôi này, cái thứ hai là anh em có thể có một cái địa điểm cung cấp giống thật là chất lượng. Tại vì trên thị trường đây mình nói luôn là có rất nhiều những cái trại họ kiểu như là họ đăng cái thông tin lên rồi kiểu là thay đổi mô hình kinh tế nên là nhượng lại chim bồ câu. Thực ra đó là có thể là một cái chiêu trò của một ai đó thôi anh em ạ. Chứ thực ra là nuôi chim bồ câu hiện tại là cực kỳ hiệu quả luôn. Thế thì tại sao họ lại không nuôi đúng không ạ? Có thể là họ thay đổi mô hình kinh tế khác.
ở trại của mình thì anh em có thể thấy là những cái cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt nó rất là to anh em ạ. Anh em có thể đến trại của mình, đây là trại của mình ở trên Đắk Lắk anh em nhé. Anh em có thể đến đây tham quan, cũng như là ở trại mình cũng có truyền đạt những cái kinh nghiệm nuôi cho em luôn. Thì ở trại trên này của mình thì nuôi chim bồ câu Titan Thái siêu thịt và bồ câu gà Mỹ anh em ạ. Đây là những con chim bồ câu gà Mỹ của mình đây. Thì những clip trước thì mình cũng làm những cái nội dung về vận chuyển chim bồ câu gà Mỹ cho những anh em nuôi. Thì ở trại mình hiện tại đang nuôi rất là nhiều đây anh em ạ. Thì mình cũng có một số anh em đến trại của mình hỏi nuôi chim, mua chim bồ câu gà Mỹ. Thì trước đó thì mình cũng có ít, mình không có cung cấp đủ cho anh em ấy, thì mình cũng cố gắng làm sao để mang về, rồi cũng như là nhân giống để có gì cho anh em có cái giống nuôi, để anh em nhiều khi đỡ tìm ở những cái địa điểm khác nó không chất lượng thì nhiều khi là tội anh em thôi. Hiện tại thì giá chim bồ câu gà Mỹ hoặc là với cái chim bồ câu Thái thì nó vẫn ở cái mức cũng khá là cao đấy anh em ạ. Chứ không phải là thời kỳ dịch bệnh đi xuống đâu. Đây là những cái cặp chim bồ câu gà Mỹ của mình này. Đây là loại mà màu của nó là màu nâu đỏ anh em nhé. Thì ở trại của mình thì có luôn màu nâu đỏ và màu vàng. Đây là hai cái loại mà có màu nó phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Thì mình trước đó mình nói rất nhiều rồi. Đối với những anh em mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ á, thì tại vì cái giá của nó phải nói là nó cũng khá chát đấy, nên là anh em mua thì đa số là những anh em mua là có khoảng là từ 5 đến 10 cặp thôi. Tại vì anh em nuôi, thứ nhất là nuôi thả nhà này, thứ hai là mua để có thể là nhân giống này, và đặc biệt là anh em mua để phục vụ cho ăn uống thôi, nhu cầu thực phẩm của anh em là chính. Tại vì hiện tại là trên cái bản đồ dinh dưỡng á, thì con chim bồ câu thì cái chất lượng dinh dưỡng của nó phải nói là rất là tuyệt vời anh em ạ. Và đặc biệt là chim bồ câu gà Mỹ này này. Như mình đã từng nói thì cái con ra ràng của nó thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày thôi. Thì đa số của nó là trên 5 lạng hết. Có con đến hơn 6 lạng anh em ạ. Nó chim bồ câu gà Mỹ nhá. Tại vì anh em cứ thử mang một cặp mà so sánh thử một coi. Khi mà con chim bồ câu gà Mỹ đối với nó nằm cạnh con chim bồ câu á, bồ khác á, những cái loại giống khác thì nó nhỉnh hơn rất là nhiều. Và mình hay nói là nó khổng lồ đấy anh em ạ. Thế anh em thứ nhất là có cái nhu cầu về nuôi kiểng hoặc là nuôi phục vụ ăn uống thì anh em có thể tính toán đến cái việc nuôi bồ câu gà Mỹ. Thì ở trại mình nó là cung cấp giống bồ câu gà Mỹ là giống rặc luôn anh em nhé, không có lai. Đây là câu gà Mỹ của mình luôn, chuẩn luôn anh em ạ. Ở trên Tây Nguyên thì hiện tại rất là nhiều những anh em tìm đến trại của mình để mua giống này. Cả bồ câu gà Mỹ nó cũng có một cái đặc điểm nó cũng hay, đó là khi mà anh em đến gần nó là nó rất là hung dữ anh em ạ. Nhiều khi là nó cái độ dạn của nó thì nó dạn hơn bồ câu Thái. Và anh em có thể nhìn màu lông là anh em biết liền bồ câu gì. Và bồ câu gà Mỹ thì nó khác bồ câu Thái, anh em có thể thấy là bồ câu Thái thì nó màu xám mà nó có vạch ở cánh ấy, thì bồ câu gà Mỹ thì nó lại nhìn màu và anh em biết liền. Đó là thứ nhất là màu của nó là màu nâu đỏ này, và cái thứ hai là màu vàng anh em nhé, màu vàng nữa. Thì có nhiều anh em thích màu vàng này, nhiều anh em thích màu nâu đỏ này, thì ở trại của mình thì mình cũng song song hai cái màu đó là mình mang về đây để có gì cho anh em lựa. Nói chung là bồ câu gà Mỹ thì nó đúng như tên gọi của nó đó, to như gà anh em ạ. Khi mà mình mang về đây nuôi thì một số người hàng xóm mình đến thì hỏi ủa tại sao nó nhốt gà trong đây làm gì. Nhưng mà khi đến kỹ thì người ta lại bảo ủa đây là con chim bồ câu mà. Nói chung là có những cái câu chuyện hài lắm anh em ạ. Nuôi chim bồ câu mà hoặc là nuôi bất cứ một cái con vật gì thì nói chung là trong quá trình nuôi thì anh em cũng có những cái niềm vui cho mình này. Cơ bản như là anh em buổi sáng anh em mở chuồng ra, anh em bước vào trong rồi ngắm những cặp chim của mình là anh em cảm thấy vui rồi. Thì ngày hôm nay thì mình trở về trại của mình ở trên Đắk Lắk. Thứ nhất là mình làm video phục vụ anh em này, rồi mình cũng có những cái công việc ở trên này thì mình ở trên này một thời gian. Nhưng mà sắp tới thì mình cũng ra video đều cho anh em, mình cũng thay đổi
những cái nội dung để anh em theo dõi đỡ nhàm chán. Và đặc biệt nữa là sắp tới mình cũng sẽ làm nhiều hơn để cung cấp thông tin cho anh em nuôi. Như mình đã nói thì cái thời điểm mà mùa mưa đấy, cái thời điểm mùa mưa có thể nói là cái thời điểm mà chim bồ câu nó cũng có gặp một số các loại bệnh, thì mình cũng làm một số những cái video phục vụ anh em, nhưng mà chỉ ở một vài cặp thôi. Tại vì chim bồ câu ti tân thái siêu thịt của mình, khi mà mình chuyển anh em nó là cái giống đó là chắc chắn là không có bệnh tật gì rồi. Mình cũng sẽ kiểu như là làm những cái lưu ý cho anh em nuôi ở những cái vùng miền xa, để khi mà xem video thì anh em có thể áp dụng theo để mình chữa cho những cặp chim bồ câu của anh em đấy. Hoặc là cho ăn những cái gì, chế độ dinh dưỡng ra sao, hoặc là tẩy giun như thế nào anh em, thì mình cũng sẽ làm đầy đủ cho anh em luôn. Và đặc biệt có một điều đó là nhiều khi nhiều anh em bảo mình là phân biệt chống mái của bồ câu gà Mỹ, thì mình cũng nhân đây thì mình nói luôn là bồ câu ti tan thái siêu thịt mình cũng làm clip rồi, thì phân biệt chống mái đấy thì mình anh em áp dụng luôn cho bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Tại vì cơ bản một giống bồ câu thì mình cũng chỉ có cách phân biệt như vậy thôi, cũng không có gì khác cả. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé.